Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát An Lạc quyển 7, phẩm 19. Hành hóa thuận hợp phần 2. Hành vượt quá ba cõi, vô hình chẳng thấy nghe, chiếu khắp cả tam thiên, pháp từ ba la mật. Trong khoảng một ý niệm, mọi tướng tốt gồm đủ, chẳng hề nhiễm phiền não. Cõi không ba la mật, như tuyên giảng rõ pháp, thấm nhuần khắp mọi loài. Bốn đế tướng như nhiên, dứt khổ ba la mật, thanh tịnh khắp cõi Phật, chẳng có tâm ba thừa. Đạo giáo tự nhiên thông, định ý ba la mật. Gốc người từ không sinh, pháp giới không tăng giảm, không trái gốc các pháp, phương tiện ba la mật, huyễn hóa không chân thật. Dấu hành vượt ba cõi, qua suốt vô lượng nước, thông đạt ba la mật, dứt tưởng mọi chúng sinh, thức dựa không rõ tuệ, hiền thánh được vãng lai, thấu triệt ba la mật. Tánh tự nhiên như thế, tuệ pháp thêm tăng trưởng, gốc bốn đại như nhiên. Đầu cuối ba la mật, chẳng vướng tôi ta người, thọ mạng gốc mọi hành, một tướng không có tướng. Vô hình ba la mật, vô số các cõi Phật, đạo tràng Phật trang nghiêm, hào quang Phật diễn bày, pháp bảo ba la mật. Giữ ý dứt vọng loạn, trừ tận tâm ba độc, bình đẳng không lắm mối, thành tính ba la mật, thức dựa từ năm đường, chẳng thể cởi buộc trói, cứu vớt ngọn nguồn khổ, xa lìa ba la mật. Tuy lại chịu thai mẹ, chẳng bị dục làm nhiễm, vĩnh viễn lìa ba độc, giải thoát ba la mật. Pháp Phật thật thâm diệu, thần lực vượt ba cõi, hiện hình nơi năm trượt, nhẫn nhục ba la mật. Nếu lại gặp khổ vui, tâm chẳng sinh tăng giảm, ý vẫn như hư không, không cõi ba la mật. Đạo chẳng từ không sinh, cũng chẳng lìa tâm người, thân phân khắp hư không, diệt tận ba la mật. Chẳng vướng tôi ta người, chẳng hoại gốc vô tướng, một hành thành chánh giác, quán đời ba la mật. Chẳng sinh cũng chẳng diệt, gốc sinh tử cũng không, từ đấy đến bờ giác, siêu việt ba la mật. Mọi khổ gốc vô hình, trí gốc từ cảnh giới, tâm thức chẳng thể hủy, hành huyễn ba la mật. Gốc rễ huyễn có hai, hành huyễn trí huyễn sâu, năng tỏ pháp huyễn ấy, vô ngại ba la mật. Trí huyễn vượt ba cõi, hành huyễn cũng như thế, tám đường chánh thanh tịnh, đạo phẩm ba la mật. Đời huyễn chẳng chân thật, thánh hiền không tham đắm, kẻ ngu ôm tưởng thường, tuệ thông ba la mật. Sáu trần ngoài sáu nhập, 12 pháp dẫn đưa, danh sắc do đắm lạc, duyên tưởng ba la mật. Hành theo ngu lầm sinh, trôi nổi vô số niệm, như nên niệm hữu tình, đầy đủ ba la mật. Hư không chẳng cùng tận, cũng chẳng thấy dấu hành, tìm được bờ sinh tử, tự nhiên ba la mật. Thọ mạng người ngắn dài, đời này như đời sau, chỉ với đạo tịch nhiên, tự tại ba la mật. Pháp giới đều có tánh, chẳng thấy thọ sự nhập xứ, không dựa chẳng thể nhiễm, tâm ở ba la mật. Vô số các cõi Phật, trí pháp vượt nghĩ bàn, biển tuệ chẳng thể lường, thọ nhập ba la mật. Trí người không tăng giảm, thánh hiền hành bình đẳng, nhận rõ không tuệ không, che phủ ba la mật. Vốn từ vô số đời, khổ hạnh thật chẳng lường, chẳng niệm về số kiếp, nhàn tỉnh ba la mật. Nhớ lại trời đấu thuật, giảng giải pháp vô hình, dẫn đường vô lượng kẻ, không hai ba la mật. Với vui chẳng cho vui, với khổ cũng chẳng buồn, ngộ chân lý đạt đạo, chân thật ba la mật. Giáng trần cõi diêm phù, chuyển pháp nơi lập giả, bỏ hết đời uế trược, dứt mong ba la mật. Hạnh Bồ Tát thành tựu, chẳng đám bụi sáu trần, trí học pháp thâm diệu, kiên cố ba la mật. Dùng trí phương tiện kéo, thâm nhập không chướng ngại, nhận rõ vô lượng thân, tại chốn ba la mật. Siêu vượt vô số kiếp,
tận cùng gốc tự sinh, trang nghiêm cõi Phật tịnh, vi diệu ba la mật, người nên đến cội nguồn, chẳng đoạn nơi sinh tử, tâm chánh không tưởng loạn, nhất tưởng ba la mật, hành thí chẳng thấy thí, cùng dứt tưởng khứ lai, quán vật như hư không, dứt chán ba la mật, xem đời chẳng có đời, cũng không ba đường cổ, tự cứu lại cứu đời, đại từ ba la mật. Như thấy muôn chúng sinh tham đắm nơi ba cõi, dùng chánh giáo khuyên dẫn đại bi ba la mật, đến khắp vô lượng cõi, diệu tinh như vầng sáng, giáng hòa luôn nhất tâm, hoan hỷ ba la mật, Bồ Tát mới phát tâm, đâu chỉ vì một người, cõi tế độ mênh mông, buông xả ba la mật. Như ta lúc mới sinh, cõi Phật ánh vàng trồng, trang nghiêm nơi đạo tràng, thần cảm ba la mật, danh tưởng chẳng tự diệt, cũng chẳng đắm thọ mạng, không vô nguyện vô tướng, căn môn ba la mật, vốn từ tuệ bình đẳng, nay tự đạt chánh giác, chẳng lìa ý kim cương, ba quán ba la mật, ân cần với đạo đức, ngày đêm thường kinh hành, pháp thuyết giảng cùng nghĩa, tiến tới ba la mật, biết đủ nẻo thứ nhất, ý xả dứt mọi tham, 37 phẩm đạo, vô vi ba la mật, cõi Bồ Tát thanh tịnh, tộc họ chẳng lầm lẫn, thường sinh nhà chân chánh, phú quý ba la mật. Giáng thần nơi thai mẹ, thì hiện tướng hài nhi, tâm luôn tịnh không cấu, biến hóa ba la mật, ta ra khỏi thai mẹ, đưa chân đi 7 bước, độ gồm đủ 7 cai, thể hiện ba la mật, thường an tọa tòa báu. Hiện dùng nước thơm tắm, vô lượng chư Phật đến, khuyên tiếng ba la mật, độ 32 tướng, 80 vẻ trang nghiêm, trời đất 6 chấn động, dung nhan ba la mật, các pháp không hình tướng, hiện dùng pháp sắc hình, riêng bước không kẻ sánh, tối tôn ba la mật. Mỗi mỗi nghĩ pháp giới, không mất thể nguyện gốc, mọi pháp thảy lặng yên, tịch nhiên ba la mật, tám bậc hành thánh hiền, hành chỉ quán dứt tưởng, chẳng rời không tuệ không, nhất nhập ba la mật, tường đem đạo pháp diệu, giảng trao các pháp môn, khuyên dẫn hết mọi người, âm pháp ba la mật, mười thiện gốc mọi hành, không đắm chẳng thể nhiễm, chuyên tu thất thành tựu, bất thoái ba la mật. Người đời ôm lầm tham, mãi chìm nơi tâm tối, vô lượng pháp dẫn dắt, tu tập ba la mật, Như Lai không trốn chấp, thọ pháp chẳng xa lìa, lìa trọn nơi chúng sinh, riêng tội ba la mật. Tuy trốn sống vương cung, tịch tịnh nhớ nghĩ đạo, chẳng hâm năm dục lạc, dứt uế ba la mật, quán thân như cây khô, cũng giống tro mục nát, tự xem không thức tưởng, phát dân ba la mật, một số chẳng lì một, chỉ quán hạnh nguyện gốc, ý trụ nơi trước mắt, trí đạo ba la mật. Người mãi đắm sinh tử, chẳng rõ gốc ngọn không, nên lìa chẳng gốc buộc, tẩm trì ba la mật, sở dĩ đạt bốn nguyện, trí nhanh thu nghĩa pháp, tuyên giảng vô lượng nghĩa, thích ứng ba la mật, vô số đại thánh đến, nghe giáo pháp không chán, trí lớn đạt bình đẳng, nhiều tuệ ba la mật. Vả lại nơi vô lượng, các số kiếp thành bại, chưa tận Như Lai tạng, xa lìa ba la mật, một đời trăm ngàn đời, nhằm rõ đức Như Lai, do có những loại ấy, rộng lớn ba la mật, hư không có cùng tận, tu duy được lưu lượng. Đâu có đại đạo sư, vô hạn ba la mật, từng qua vô số kiếp, tích lũy các gốc đức, hành dứt chẳng tại tiếp, lưu chuyển ba la mật, thế hùng từ che khắp, nhuận thấm cả muôn loài, nghe pháp chẳng giấy nghi, tinh hiểu ba la mật, dũng mãnh vượt chúng sinh, tâm chẳng hề hèn kém, hàng phục hết thảy ma, ý nhẫn ba la mật. Ta xưa phát thệ nguyện, chẳng hề tiếc thân mình, nên tự giữ nẻo riêng, kim cang ba la mật, như trung gian có nghi, chẳng thành tố chánh giác, chứa công đức vô lượng, người quý ba la mật, đạo hiền diệu như vậy, pháp tạng vượt nghĩ bàn, vượt hẳn lối ba cõi, thuần thục ba la mật, nhất tướng vượt nghe thấy, tánh chân như cũng vậy, lìa gốc đạt nơi ngọn,
vô ngại ba la mật, chẳng dạy tự nhiên ngộ, nhất thiết trí không thầy, riêng thiện chẳng chúng lo, dứt oán ba la mật, dứt 62 kiến, các lưới vây ái dục, cửa sinh tử lấp kính, an lạc ba la mật, tâm dường ý tự diệt, tâm chẳng vướng ô nhiễm, tâm mở như biển rộng, thuận hợp ba la mật, quán thân như thù nghịch, mọi chân lông phải uế, mọi chân lông thải uế, nhận rõ pháp trong ngoài, rõ gốc ba la mật. Chỉ trong một tâm niệm, dòng trôi chẳng thể ngự, đến ngồi cội bồ đề, thể lớn ba la mật, hành pháp như hoa sen, luôn dụng ba nẻo dạy, tuy sống nhưng không nhiễm, dốc ý ba la mật, mọi ý như đạm lớn, hằng chiếc tâm nhỏ hẹp, dứt 33 pháp, sạch cấu ba la mật. Người đến cầu pháp chính, phân biệt pháp trong ngoài, chẳng lìa bỏ tư duy, tinh tấn ba la mật, quán thân nên quán pháp, đâm ấm luôn tụ tan, như xem ngọc nơi tay, chân đế ba la mật, phá trừ bốn ma uế, hủy hoại núi kiêu mạn, lửa tuệ đốt ba độc, xả lìa ba la mật. Các vị nếu có nghi, đều tự nên bày gốc, nên đem đèn trí tuệ tỏa sáng ba la mật, dưới chân người tuấn quý, đường chỉ in rõ nét, mọi loài thấy tướng ấy, ân tuệ ba la mật, đùi nai tướng bền chắc, trong ngoài hiện sáng rõ, chân đứng luôn vững vàng, đoan nghiêm ba la mật. Già lòng rất mịn màng, sen hồng chẳng nhiễm trước, mọi tướng tốt thầy đủ, chân bước ba la mật, lúc ta vừa cất chân, giờ thành lớn khất thực, phước giúp không giàu nghèo, chẳng phân ba la mật, khất thực khắp chốn xong, trở lại nơi tinh xá, đạo pháp tự an vui, tư duy ba la mật. Ngày đêm thường cân hành, xem ai nên độ trước, chẳng trái khắp thể lớn, thanh tịnh ba la mật, do vậy nên tự tu, chẳng tranh với thế tục, tự lìa giúp người lìa, hướng lìa ba la mật, bốn đại đều có tính, cao thấp cũng chẳng đồng, do thức khéo phân biệt, nghĩa pháp ba la mật. Bồ Tát tự quán không, chẳng trái luôn xét kỹ, ngăn giữ mọi nghiệp ác, tuệ tỏ ba la mật, quán rõ các quốc độ, chẳng giới tưởng khổ vui, tỏ các pháp thâm diệu, pháp lành ba la mật, nên tiếng biết dốc tiếng, cũng chẳng mang hồ nghi, nẻo suốt không hai ngã, hư tịch ba la mật. Quán trọn gốc các hành, thọ báo cũng thanh tịnh, chẳng mong tạo công đức, thế quên ba la mật, quá khứ chẳng sinh lại, vị lai chẳng thể thấy, hiện tại pháp tự nhiên, nguyện cầu ba la mật, đế hoàng không thể tánh, cũng không tọa nhập xứ, quán pháp báo các thọ, rõ gốc ba la mật. Ta mùi định ý tỉnh, vĩnh viễn dứt ý loạn, vô thường khổ vô ngã, hành thể ba la mật, quan sát pháp như thật, rõ một chẳng thể động, chẳng hoại gốc tâm pháp, tự nhiên ba la mật, thảo đoạn pháp vô ngã, chẳng thấy sinh nối tiếp, chuyển các pháp xoay vòng, rộng giúp ba la mật. Các pháp tánh năng diệt, cũng chẳng cầu giải thoát, giúp tinh đến năm nẻo, dứt sinh ba la mật, hành Như Lai cực diệu, tâm ý thức cũng thế, đạt được tâm vô sinh, thân tọa ba la mật, ta tính từ chốn khắp, sống trải hằng xa kiếp, công sức tự nhiên bày, giáo hành ba la mật. Từ cõi gốc sinh tử, như huyện chẳng chân thật, tịch diệt chẳng thể nhiễm, ẩn chứa ba la mật, hiện thánh 12 phẩm, thảy quay về vô vi, vô sinh nên chẳng sinh, hành thắng ba la mật. Nhớ xưa nơi rừng sâu, an tọa tu di đạo, hình thể luôn ngay ngắn, sơ thiền ba la mật, là nơi tòa sơ tử, chốn giảng đường rộng lớn, chẳng tưởng chư thiên nữ, lặp lại chẳng tưởng chư thiên dữ, nhị thiền ba la mật, là trong hiền kiếp ấy, nơi thành lớn hộ pháp, tự ẩn cầu chánh pháp, tam thiền ba la mật. Như nay nơi tòa này, diễn rộng vô lượng pháp, trong ngoài không chốn ngại, tứ thiền ba la mật, hành đạo không ô nhiễm, chẳng giấy từng ấy niệm, nên tự đạt tôn quý, lìa thế ba la mật, như mặt trời vừa tỏa, khiến người người đều thấy, ta nay giảng đạo pháp, hiện rõ ba la mật.
Vô số A Tăng Kỳ, Như Lai vượt nghĩ bàn, mở mũi giảng pháp khắp vô sinh ba la mật. Chính khiến trăm ngàn ức bày báo khắp mọi loài, mọi cõi, chẳng bằng một ý niệm, ý dốc ba la mật. Chẳng khởi cũng chẳng diệt, rõ từ gốc đến nay, quán thông tỏa ba đời, phạm hạnh ba la mật. Như nên quý gốc tuệ, thứ lớp luôn thuận hợp, tu đạo không hai tâm, huyền tịch ba la mật, đại từ chẳng nghĩ bàn, cứu độ khắp muôn loài, tiếng gầm rống sư tử, nghe khắp ba la mật, như có muôn chúng sinh, tin vui pháp không vô, thuận lý không chốn phạm, hành đạo ba la mật, xin tu tập sáu pháp, vui tịch tỉnh dứt phiền. Từ tỏ hành mạng trước, rõ gốc ba la mật, đời này nhận thai mẹ, dứt dục gốc tu hành, căn thức mạng thảy yên, thọ ký ba la mật, các pháp không nhiễu loạn, pháp thanh tịnh tu tập, niệm sinh lìa gốc sinh, gốc không ba la mật. Người qua năm nẻo sâu, như sông xuôi biển rộng, vút nhanh không trở lại, hướng về ba la mật, luôn nghĩ khổ thế gian, niệm lìa chẳng gắn bó, riêng trôi chẳng chút lo, vô sông ba la mật, Như Lai trồng hạt giống, lúa mè cho hốt quả hoa, hạt gốc chẳng sinh mầm, biến đổi ba la mật. Đời người chẳng học đạo, đến chết mới hối hận, muốn lìa cho biến trễ, tu học ba la mật, như muốn nhổ gốc rễ, thức chứ lại gieo trồng, dứt diệt nên thuận hợp, hương sông ba la mật, qua các pháp thế gian, thảy không chẳng chúng có, nên quán pháp thị phi, bất động ba la mật. Khuyên giúp các niệm phước, mà mọi không chốn ngại, đạt quả mười trụ hạnh, nhất sinh ba la mật, quán rõ các pháp môn, pháp tụng trì luôn giữ, mọi pháp giới tương ứng, dứt kiết ba la mật, như đi khắp hư không, thần túc luôn tự tại, chức tưởng về ta người, tập hành ba la mật, tư duy mỗi mỗi pháp, nhị bước nên ung dung, lấy thân lượng biết không, thần túc ba la mật, quán gốc người như thật, hành đạo luôn thích hợp, chẳng chế tâm nhị kiến, chánh định ba la mật, như xem mặt trong gương, đã thật còn câu ế, phiền não tự nhiên diệt, trăm phước ba la mật. Nguyện trước chẳng thể biết, hành chứa nay đã đạt, thành tính như nhật hiện, chọn pháp ba la mật. Dứt niệm nhập cõi diệu, tìm cầu vô lượng pháp, ý khiêm cung tự tốn, kiên cố ba la mật. Bồ Tát có tám pháp, tu tập đến đạo tràng, tuệ không chẳng phướng không, dứt tưởng ba la mật. Như muốn dựa tuệ không, rõ không chẳng chân thật, gốc tuệ rõ ba ngại, tướng không ba la mật. Có pháp tên chiến khách, định phân tấn vô ý, chẳng hề mang khiếp nhược, cái trí ba la mật. Nhân duyên hộ tương sinh, sinh tử là gốc đạo, hai việc không rời nhau, dứt khổ ba la mật. Một đời chẳng căn bản, cũng chẳng gốc chúng sinh, thức thần tham đắm hữu, giả hiệu ba la mật. Đạo chân không hình chất, vi diệu chẳng nghĩ bàn, đạo thật chẳng có đường, chấn động ba la mật. Quán cõi như Phật tịnh, thanh tịnh không có nhiễm, thường đếm đạo bình đẳng, thần thông ba la mật. Bồ Tát luôn xem xét, chẳng phương pháp hình tướng, biết sống vượt năm đường, không tên ba la mật. Hoặc dốc tu một pháp, dứt hơn các nẻo hành, tự nhiên đạt tối thắng, vượt bậc ba la mật. Quán không tất cả người, tâm dần không chốn niệm, hợp nhất không có uế, giới hạn ba la mật. Đức Đại Thánh Vô Lượng chẳng hề nhiễm dục trần, rõ tận gốc phiền não, thâm thẩm ba la mật, gốc không có năm nẻo, do trần cấu mà sinh, hiện hóa tưởng chẳng thường, tuệ thánh ba la mật. Các pháp cùng tọa nhập, nể tu tập Bồ Tát, chẳng thấy gốc mọi khổ, vô ngã ba la mật, cũng không nơi xuất kiếp, mầm sinh tử vô hình, vị lai luôn trôi đi, nhanh chóng ba la mật, nhận rõ bốn vô thường, thân khổ không vô ngã, dùng tuệ tự trang nghiêm, tu tập ba la mật. Như người muốn hành không, tu thiền nên đạo quả, ý định không thác loạn, dốc chí ba la mật, biện pháp vô lượng âm, pháp tánh không bị hủy, nhờ trăng giữa ngàn sao, thật quả ba la mật, thần túc chẳng thể lường,
biển tuệ như hằng sa, phương tiện thu tự tại, thọ nhập ba la mật, vô nhầm độ chúng sinh, nhập định quan sát tâm, trước dùng tuệ chẩn giác, dần hiện ba la mật, kinh Phật chẳng thể tính, chỉ Phật mới thấu đạt, các pháp tướng hợp tướng, khuyến lạc ba la mật, độ thoát hết thảy loài, kiếp xa gần không hạn, đạo chân không nam nữ, thuận hợp ba la mật. Tu học đạo Bồ Tát trước thanh tịnh ba nghiệp, không hành theo người ác gốc tịnh ba la mật, luôn nhớ nghĩ đạo pháp, lìa trọn hành cõi dục, trung gian không chế tưởng, dứt dục ba la mật, các pháp không danh hiệu, chấp sắc mong báo công, sắc cũng chẳng không gốc, lìa sắc ba la mật. Bồ Tát được thọ ký, Như Lai đều ấn chứng, hành dứt chẳng tạo tiếp, bổ xứ ba la mật, hữu số gốc vô số cũng lại thế, khởi cũng chẳng thấy giấy, dứt kết ba la mật, dứt sinh chẳng có sinh, vô sinh cũng như vậy, rõ sinh là vô thường, vô sinh ba la mật. Không có gốc chẳng có, chẳng có cũng như thế, tòa đó có chẳng có, nhất tướng ba la mật, một tướng vốn chẳng một, không một cũng lại thế, một vũ gốc không trụ, không tên ba la mật, gốc không xuất giả hiệu, giảm tạm chẳng chân thật, không chấp quy nẻo diệt, lo đạo ba la mật. Người hành từ gốc chứa, xem đời như huyễn hóa, chẳng nên giấy nhiều tưởng, dứt dấu ba la mật. Trải qua hết thảy kiếp, giữa sạch lìa số kiếp, chẳng đắm nơi âm hưởng, không thanh ba la mật. Như mắt người trong sắc, gốc sắc chẳng đợi mắt, như thức rõ trong ngoài, không thức ba la mật. Tiếng hương vị thích hợp, ý pháp cũng như vậy, thức ấy gốc không có, tự nhiên ba la mật. Quán các pháp không sắc, không thống và cánh lạc, uy nghi mọi hành đủ, hành tạo ba la mật. Sinh ấy gốc không có, thức tham lạc nên sinh, theo hình tòa sinh mạng, dứt tham ba la mật. Thân thức vốn vô hình, gốc tánh tự nhiên dứt, sau nhận sáu nhập khổ, đoạn nhập ba la mật, nhã lìa năm chốn sâu, tư duy quán hư không, dựng cao cờ pháp lớn, sáng rỡ ba la mật, dứt tưởng cũng chẳng sinh, chẳng theo thầy thọ giáo, ở trong đó tự ngộ, vượt bậc ba la mật, các pháp như hư không, chẳng phải thuộc nhớ dục, mà âm hưởng thảy đạt, nghe thuyết ba la mật, thành ấy trong diệu tốt, chỗ nói không trở ngại, không giấy lại sáu dục, pháp diệu ba la mật, các pháp thật vô lượng, Như Lai tại vượt hết, trí đạo thông ba đạt, chánh quán ba la mật. Hiện làm thầy lãnh nhận, không mang ý thấp cao, vượt ý vượt cả ba cõi, riêng bước ba la mật, không hành chẳng tạo hành, gốc hành không nhân duyên, duyên hết nên không hành, thần đức ba la mật, ba thống do khổ vui, báo ứng theo pháp ấy, không khổ không lạc thống, dứt thọ ba la mật, hành thành tự bãi quán, ba chốn tự nhiên diệt, ấm nhập chẳng sinh lại, dứt ái ba la mật, tìm sắc gốc từ không, do khởi tưởng các pháp, chẳng phản ngã tạo gốc, thấy đúng ba la mật, không hành cũng không báo, an tọa dứt mọi niệm, tư duy tự thành đạo, thường trụ ba la mật, để dự không hề động, an nhiên như hư không, chẳng có cũng chẳng không, hành khắp ba la mật, pháp chuyển không tướng pháp, huống có kẻ thọ pháp, thấu đạt tẩy không tịch, rõ thời ba la mật, thanh truyền khắp mọi cõi, đều diễn pháp âm diệu, gốc thanh là vô sinh, vô thanh ba la mật, luôn giữ gìn thân miệng, ý chớ nghĩ vậy tà, gắn đạo chẳng hề trái, dứt pháp ba la mật, tư duy mọi pháp giới, chẳng hủy nẻo xa pháp, đầy đủ chính thứ lớp, pháp giới ba la mật, dư ý chẳng thể tận, chẳng trong ngoài xa gần, để bốn thứ thọ nhập, vô lượng ba la mật, chẳng hỏi pháp hình sắc, cũng chẳng cùng tương ứng, không phá tướng tự nhiên, tương hợp ba la mật, gốc niệm hành không một, thâm diệu thật khó lường, theo cội nguồn hóa hợp, trí thuận ba la mật, như muốn lãnh hội pháp, pháp hiện có cảnh giới, liền tìm được cội nguồn vô tận ba la mật, từ trăm ngàn ức kiếp giáo hóa muôn chúng sinh, khiến thảy đều thành tựu phương tiện ba la mật, theo thời hiện phương tiện chẳng tham đắm ba cõi, đoạn trừ mọi chấp phủ, giải tỏa ba la mật,
tổng trì các cửa pháp, chẳng mất gốc hành đúng, chẳng tự đề cao mình, viên mãn ba la mật. Pháp sanh chẳng có sanh, pháp tận chẳng hề tận, rõ sinh tận gốc không, tiếng không ba la mật. Với như âm thanh người, bậc chánh giác diễn nói, đều quy về không vô, như thật ba la mật. Các căn không rối loạn, niệm giữ các tướng đủ, thanh tịnh quy gốc không, tuệ đạo ba la mật. Người buộc vô lượng dây, chẳng có chốn hoại được, tự nhiên thông đạt thánh, hóa sinh ba la mật, Như Lai tối chánh giác, thôi suốt pháp quá khứ, thể đều tự nhiên hóa, tạng sâu ba la mật. Vị lai có gốc sinh, thọ khổ thật vô lượng, phương tiện đoán vị lai, tận gốc ba la mật. Hiện tại vô lượng hành, chúng sinh thật vô số, theo hình tướng hóa độ, cõi tịnh ba la mật. Nên thuyết phẩm pháp môn, công phước chẳng tận cùng, chẳng mong cầu phước báo, cây đạo ba la mật. Hành thần túc từ gốc, chỗ pháp thuyết chẳng đồng, hiện pháp có tăng giảm, xoay vòng ba la mật. Trí vô ngại vô lượng, chốn giảng chẳng hề thiếu, ý đạo thật thâm diệu, diễn xuất ba la mật. Pháp Phật không hai tướng, chỉ tại thân ý tịnh, không vướng mắc chốn pháp. Chẳng trụ ba la mật, tuy đạt được thần thông, chẳng học pháp toán thuật, hành trọn chẳng gồm đủ, không lại ba la mật, như thật chẳng có một, cũng chẳng từng ấy tưởng, hành dứt đạt đến một, cúng dường ba la mật. Chư Phật Như Thế Tôn, nơi pháp luôn tự tại, hóa thân luôn tự tại, pháp pháp ba la mật. Đã rõ vô số trước, khó tính vô lượng kiếp, giáo tận lại hóa kiếp, ung dung ba la mật. A Tăng Kỳ Vị Lai, vô lượng loài chúng sinh, biết rõ thực khổ nhọc, tiếp độ ba la mật, quan sát đủ các loài, vô lượng Phật quá khứ, cũng giảng pháp chân như, không dựa ba la mật. Thật cũng chẳng thật gốc, thật cũng tự nhiên sinh, thật cũng chẳng thường trụ, thân chuyển ba la mật. Thông văn tự đạo pháp, đạo hành không hồ nghi, chẳng nghi khổ ba đời, gốc thân ba la mật, chẳng đến gốc pháp không. Trí từ vô lượng sinh, quán rõ đời lầm lạc, dạy truyền ba la mật. Từ lúc mới phát tâm, luôn thương xót muôn loài, chẳng ở nơi thành ấp, lìa chúng ba la mật, phân biệt chi tiết thân, mà ế trượt tướng thân, nhận rõ gốc vô hình, dứt chấp ba la mật. Pháp tánh chẳng thường trụ, cũng chẳng đời nay sau, lìa pháp chẳng đạt quả, vị lai ba la mật, cũng chẳng cùng một chốn, dấu hành đều sai biệt, cùng quy về diệt độ, bình đẳng ba la mật. Thật không chẳng thể lìa, huống sẽ không thật không, niệm niệm dốc sức học, đạt diệu ba la mật. Hết thảy mọi tướng đủ, gốc không là một hình, tuệ không từ pháp đạt, tự sinh ba la mật. Nhớ Phật gốc giác sân, bạn hết khéo giác ngộ, do vậy nay thành Phật lập chí ba la mật. Thọ hình bị phê bán, chẳng hề khuất phục vinh, nên hiệu nhân trung tôn, thu ý ba la mật. Chưa thọ gốc tuệ không, ý đạo có dời đổi, hiện ánh sáng ở đời, ý phát ba la mật. Diệt độ có bốn pháp, đều do gốc ba độc, danh hiệu nhân trung tôn, chẳng hoại ba la mật. Đạo cũng có ba tướng, gốc pháp tánh chân như, hiện tại đạt ba báo, thành tựu ba la mật. Pháp chân thật Như Lai, chẳng có thể giữ gìn, nhận rõ thân gốc không, đem lại ba la mật. Thông đạt chẳng thể lường, tâm hình đều cùng trụ, đạo tinh luyện tâm cấu, phản lai ba la mật, tâm ý gốc vốn không, tự sinh tự nhiên diệt, gốc ngã cũng từ không, không tịch ba la mật. Phật chẳng do ba đời, nếu hiện tại vị lai, chuyển biến chẳng ngừng nghỉ, nhanh chóng ba la mật. Tướng pháp luôn tự trụ, thần thức tự lưu chuyển, có cõi chẳng có cõi, tuệ tịnh ba la mật. Pháp của thân có sáu, chẳng tưởng do ý tạo, 37 hành khổ, nêu giảng ba la mật. Chẳng phải chốn tu đạo, vì tiết không vô thường, các pháp Phật xuất hiện, thế giới ba la mật, thân trí lưỡi dài rộng, mọi giáo pháp ngôn thuyết, đều từ công đức thành, tâm thông ba la mật. Thi hơn rõ ân nghĩa, tận trọng chớ kiêu hãnh, chỉ đạo tự giúp đỡ, pháp hiện ba la mật.
Nếu hành pháp thâm diệu, thần thông thiền giải thoát, phương tiện theo thời độ, các đức ba la mật, pháp thân thân tư duy, đấy chẳng tối chánh giác, đạt tánh nê hoàng ấy, sắc dứt ba la mật, thích nghi giáo hóa trước, chớ để phiền não lôi, biến hóa mọi thù thắng, hàng phục ba la mật. Tâm mới không trải khổ, hành hóa chẳng thể đạt, giới thân tự nhiên đủ, ý đức ba la mật, ý tinh hướng tam bảo, khiêm cung chẳng kiêu mạn, thấu đạt hết gốc khổ, dứt si ba la mật, tức phân biệt cái tuệ, chẳng vướng pháp tôi ta, tự nhiên thông đạt thánh, tự đạt ba la mật. Nêu rõ 12 duyên, mà mỗi đều nhận rõ, ba thuốc trừ ba ái, thu khẩu ba la mật, hóa hiện các quốc độ, nếu giảng tuệ hư không, cũng không thể chấp thân, rõ chúng ba la mật, đường người như hằng xa, hiệu pháp chẳng thể lường, dù hóa khắp hư không, hơn hẳn ba la mật. Tam pháp vô sinh độ, phương tiện chiếu mọi cõi, chẳng thấy tướng các pháp, pháp thường ba la mật. Các tuệ không chúng ngăn, tu tập tạo an lạc, thần tướng nơi đạo lớn, hướng môn ba la mật. Tổng trì có 10 pháp, thân khẩu ý là gốc, trừ 10 thành tựu 10, bao ứng ba la mật. Năng gắn bó chúng sinh, thể hiện tuệ vô thượng, đức vượt hơn mọi thánh, trừ khổ ba la mật, vô hình không thanh tịnh, nẻo chánh giác chẳng thấy, dẫn dắt đến giải thoát cõi đạo ba la mật, như ở trong năm kiếp cúng dường phụng hiền thánh, chẳng như một gốc đạo rủ thương ba la mật. Xưa ta mới thọ ký, trước đạt tuệ vô sinh, như trải qua số kiếp tuệ không ba la mật, phát tâm gốc chánh giác, gốc thành tựu mười hiệu, đã đạt như sở nguyện, cầu nối ba la mật, đức thánh hơn trời cao, sáng ngời vượt bờ bến, hóa độ khắp chúng sinh, ân nhuận ba la mật, tự giáo hóa trong đời, lời nghiêm như lời thệ, nêu rộng vô lượng báu, theo thời ba la mật, như người chẳng rõ đời, vô thường cùng biến đổi, thọ mạng mãi trồng chất, trụ kiếp ba la mật, như ta nẻo trải khắp, tự nhận thấy hiện tại, chén liền thân đấm ấm, quán tịnh ba la mật. Tuy muốn đạt nơi hoàng, dứt trừ tưởng chấp thân, tu định niệm hiện tại không phạm ba la mật, 18 pháp giữ gốc, dứt niệm pháp duyên nhập, chẳng hề giới vọng tưởng, an lạc ba la mật. Nhận pháp có ba nghĩa, ba nghiệp phải dốc giữ, dứt cầu chẳng niệm không, tối đạt ba la mật. Mỗi mỗi nhận rõ thân, các pháp vật cũng thế, nhập định quán các tưởng, vô biên ba la mật. Tàng phố tận chư Phật, nếu bày vô lượng định, quán khắp hết mọi cõi, cứu cánh ba la mật. Chư Phật luôn uy nghi, xuyên tu giới hết mực, pháp ra vào tự tại, thu tâm ba la mật, muốn tạo chúng cảm ứng, trước phải nên nhập định, thấu tỏ gốc ngọn không, bình đẳng ba la mật. Để tu tập gốc Phật, quán thân không chống tham, tự lợi lại lợi người, cõi hành ba la mật, xem xét pháp trước sau, xuyên biệt cõi không có, các tưởng tịch tự tại, mọi giáo ba la mật. Pháp về thân có ba, chẳng phạm giết dâm trộm, dốc sức cầu pháp giới, hành gốc ba la mật. Miệng chẳng phạm bốn lỗi, lăng ngôn thuyết không dối, tự giữ mình giữ người, chánh giác ba la mật. Pháp gợi ý có ba, chẳng giấy các tưởng loạn, đạt chốn trú sư Phật, kiên cố ba la mật. Gốc tự não không lại, giáo hóa khắp thế giới, dứt mong chẳng chấp không, như thật ba la mật. Hành từ ba đời ấy, tham đắm các buộc dục buộc, ngộ do pháp cõi thực, nguyện thành ba la mật. Trí ba đạt năm thông, chốn đến không ngăn ngại, cõi tịnh hóa độ khắp, thức biến ba la mật. Gốc không hiện nay có cũng chẳng gốc sinh, duyên dẫn đến vui khổ, duyên đối ba la mật. Gốc giác vượt nghĩ bàn, biến hiện thật không lường, thân phân rồi lại hợp, thần trí ba la mật. Cũng chẳng phân bị tự, cũng không trụ pháp giới, quán thân như không thân, hành nghiệp ba la mật, chấp phương sinh sâu nặng, duyên đến sinh già bệnh, trong ngoài tại không thịt, người không ba la mật. Gốc nhờ tuệ bình đẳng, chẳng còn thấy lại qua. Hiệu ba pháp ba không, các định ba la mật. Ba hành có ba việc, quán giác chẳng có giác, tiến đến nẻo nơi hoàng, hiện khắp ba la mật.
quán tọa giống các pháp, 37 phẩm sinh, tiến đến nẻo nế hoàn, an ổn ba la mật, quán tọa pháp vô học, cũng chẳng thấy sinh diệt, ngồi nằm luôn tự tại, chẳng giấy ba la mật. Người quán không chốn quán, không thấy chủ các pháp, hành hiện không khởi diệt, vô lượng ba la mật, đời người vô vàng cổ, tọa thân luôn nối tiếp, muốn dứt các mạng ấy, tu học ba la mật, nhận thân bốn đại ấy, muốn diệt chẳng có phương, quan sát tất đạt trí, dứt dục ba la mật. Tên các pháp thuần thục, nghiệp tịnh các công đức, tích chứa đạt đến Phật. Ba cấu ba la mật, chúng sinh gồm đủ nguyện, khiến thảy đều thành tựu, tất quy nơi diệt tận giới luật ba la mật, nơi chốn Phật giáo hóa, dứt bày gốc tánh không. Thiết không chẳng thấy không, hoan hỷ ba la mật. Nó có những chúng sinh muốn tu tập năm đức, do lượng pháp hợp tụ các tuệ ba la mật, tu năm phần pháp thân, giới định tuệ giải độ, lượng hết không có lượng, gốc pháp ba la mật, tối sơ không có sinh, không Phật không chúng sinh, nhân duyên tự tạo hành, tự khởi ba la mật. Sẽ nhận vô lượng khổ, sinh già mọi khổ não, thập bào thai vô hình, tiến mạnh ba la mật. Chư Phật thường nhập định, rơi lệ thương muôn loài, ba bậc pháp sáu độ, dứt mong ba la mật, tu tập gốc các thiện, ý tỏ nhập các định, tuy sinh năng lìa sinh, rõ tướng ba la mật, công sức qua ức kiếp, không vướng mọi nẻo vôi, nhớ thiện tu nẻo gốc, lìa bụi ba la mật, nhập định đạt hoan hỷ, tâm du vô lượng không, các tướng mỗi mọi rõ, thành đạo ba la mật. Bốn độ pháp tạng sâu, trước tu không vô tướng, đức thần túc răng dạy, nghiêm tịnh ba la mật, nhất thiết trí Như Lai, đó gốc ngọn người không, nêu giảng pháp bốn đế, thật quả ba la mật, đại thánh nhân trung tôn, giáo huấn không bến bờ, nẻo trí nên năm pháp, tạng thâu ba la mật. Năm nghiệp thành năm hành, năm nguyện trừ năm cõi, năm tánh, năm phần thân, năm nghiệp ba la mật, như giúp tu nẻo đức, cầu gốc gốc dứt nghiệp, mọi đạo quả rực rỡ, tỏa rộng ba la mật. Mười tuệ, mười nẻo vui, mười pháp thảy gồm đủ, mười trụ, mười nẻo theo, mười chịu ba la mật. 3.200 phước, cái tướng mỗi mỗi đủ, dung mạo không kẻ sánh, tự tịnh ba la mật, từ bi thể hiện khắp, nhằm khiến đạo quả thành, tích chứa vô lượng đức, trọn vẹn ba la mật, tạo dựng gốc các đức, chẳng thấy ta tôi người, nên hiệu nhân trung tôn, vô cùng ba la mật. Phương tiện hóa độ hợp, tiền xảo chẳng theo tận, theo thời pháp ẩn hiện, sinh tận ba la mật, phước báo nơi ba cõi, chẳng riêng các quyến thuộc, hiện đức uy ngay Phật, thành tựu ba la mật. Ta nay giảng an lạc, ấn báu của chư Phật, trang nghiêm cõi Phật tịnh, tràng hoa ba la mật. Nếu thọ trì pháp này, đạt 20 phước đức, rõ đủ thân tâm thức, thành tròn ba la mật, ta mắt tự thông tỏ, thất tự rõ chốn gốc, trí diệu đều thông đạt, túc mạng ba la mật, luôn thấy 10 phương Phật, thọ lãnh pháp tổng trì, nghe pháp liền tỏ ngộ, pháp quý ba la mật, lời nêu người tinh thọ, trọn chẳng hề khinh thường, thân thể đều đặc đủ, hương giới ba la mật. Phẩm 20, ánh hào quang. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các vị thiện nam thiện nữ, nếu có các địa vị Đại Bồ Tát tòa để đọc tụng cố nghĩa của pháp vượt nghĩ bàn do Đại Phạm Thiên Vương Tôn Phục Tôn nêu hỏi, thì liền đạt được pháp môn thân tướng bất nhị, nhãn hội nhập vào nẻo thanh tịnh của pháp giới tự tài. Đại Bồ Tát thực hiện pháp định ý chánh tự ấy, tức thì nơi các lỗ chân lông đó đều hiện rõ pháp giới tự tại, từ đó tiếp độ chúng sinh chẳng thể tận cùng, không thể hủy hoại các hành của pháp giới thanh tịnh. Đại Bồ Tát nhập pháp định ý ấy thì liền có được đầy đủ hết thảy các pháp, cũng có thể hóa hiện các pháp như huyễn, có thể biết được các thế giới nơi phát xuất các pháp, từ một cõi Phật này đến một cõi Phật khác, cho tới vô số trăm ngàn vạn ức thế giới, mà mỗi đều nhận rõ cội nguồn của chúng sinh ở đấy, để có thể nghĩ ngợi, nhận ra các uy nghi thích hợp, chỗ có thể an tọa thì biết để an tọa, chỗ có thể nằm thì biết để nằm, là có là vô, trong vô số trăm ngàn vạn ức kiếp, nơi các thế giới ấy, thì đều phân biệt nhận rõ ý nghĩa của căn, của khổ, của không, của vô hình tượng, nhờ đấy mà thuyết giảng về quán không,
Quán không danh tự, quán trong quán ngoài, quán chẳng phải là chúng sinh, quán tịnh và bất tịnh đạt được sự bình đẳng không hai, nó theo con đường đại thừa tiến tới theo nẻo vô vi không tái chuyển. Lúc ấy Đức Thế Tôn vì muốn khiến cho các vị nơi chúng hội nhận rõ và cởi bỏ mối hồ nghi, tức thì ở nơi tòa báu phóng ra ánh hào quang từ các lỗ chân lông trên chi thể của thân tướng, thể chiếu khắp vô lượng thế giới trong mười phương. Trong ấy, dưới đủ loại chúng sinh, kể cả các loài côn trùng có hình dạng hoặc có cánh hoặc thân mềm, tất cả đều trông thấy đầy đủ ánh hào quang ấy. Đủ tự nhận biết thân mạng đời trước của mình cùng các pháp căn bản. Là ở nơi ánh hào quang có được nghe những lời giảng dạy và ý nghĩa của các pháp khổ không vô hình tượng, cũng liền ở nơi kiếp ấy thấy sự được sự việc của trăm kiếp, biết được sự việc của ngàn kiếp, biết được sự việc của ức kiếp, của trăm ngàn ức kiếp, của vô hạn kiếp, của a tăng kỳ kiếp, của vô lượng kiếp, của vô biên kiếp, của vô số kiếp, của vô tế kiếp, của vô sanh kiếp, của chẳng thể nghĩ bàn kiếp, của chẳng thể bình lượng kiếp, của vô cùng tận kiếp, đã biết được sự việc của vô hạn vô lượng chẳng thể xưng tính cõi chư Phật với chúng sinh khởi diệt kiếp. Ở trong thấy các vị đại Bồ Tát với các lẽ hành hóa phép tắc uy nghi thích hợp giúp tâm tu tập không hề trái với bản hạnh. Bây giờ các vị Bồ Tát trong thấy ánh hào quang ấy thì tâm ấy đều khai mở thông tỏ, lại tự nhập pháp định ý về thân tướng mình với các lỗ chân lông, lại thấy vô lượng chúng sinh trong mười phương trải qua trăm ngàn ức kiếp với nẻo gốc tu tập hành hóa. Lúc này các vị đại Bồ Tát ra khỏi pháp tam muội đó đều trông thấy ánh hào quang nơi chư Phật như trước không khác. Bây giờ có một vị Bồ Tát tên là Chiếu Minh rồi chỗ ngồi đứng dậy để trần pháp bên phải, đến trước Đức Phật quỳ mọp chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con đã trông thấy Đức Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác do ánh hào quang được phóng ra từ các lỗ chân lông nơi chi thể của thân tướng chiếu tỏa tận cùng vô lượng thế giới trong mười phương, đều khiến cho mọi chúng sinh tự nhận biết về thân mạng đời trước với vô lượng sự việc đã trải qua ở các đời ấy, cũng khiến cho các vị đại Bồ Tát có được thần lực tự tại có thể nhập pháp định ý về thân tướng với các lỗ chân lông nơi chi thể, còn biết được thân mạng đời trước của chúng sinh mười phương thật là điều hết sức kỳ diệu chẳng thể nghĩ bàn. Kính bạch Thế Tôn, con dám xin có đôi điều bốn thưa hỏi, nếu được chấp thuận thì mới bày tỏ. Lúc này Đức Thế Tôn đã rõ ý của vị Bồ Tát kia nên nói: Này Bồ Tát Chiếu Minh, chỗ mà Bồ Tát muốn nêu hỏi ấy đều là cảnh giới của Như Lai. Vậy Bồ Tát hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ghi nhớ. Chỗ Bồ Tát hỏi ấy ta biết đúng chăng? Bồ Tát Chiếu Minh thưa: Kính bạch Thế Tôn, đúng vậy. Như Lai là kho tàng của các pháp, mong được nêu giảng đầy đủ để dứt sạch hết mọi mối hồ nghi. Đức Phật nói: Này vị Tộc Thánh Tử, chỗ Bồ Tát nêu hỏi về Như Lai là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác với 10 tôn hiệu gồm đủ. Hôm nay từ thân tướng với các chi thể đã phóng ra ánh hào quang tỏa chiếu khắp vô lượng thế giới trong mười phương, khiến cho hết thảy mọi loài chúng sinh đều tự nhận biết về thân mạng đời trước từ chốn gốc đến nay. Một ánh hào quang diệu đức giới nẻo độ vô lượng, từ hàng phàm phu hàng tu học lên đến bậc tu học đã hoàn tất, đều nhờ ơn ánh hào quang ấy mà được cứu độ. Thế Như Lai sao không thường xuyên phóng ánh hào quang đó để tới độ vô lượng các loài chúng sinh? Này Bồ Tát Chiếu Minh, thế nào? Chỗ Bồ Tát hỏi ấy có phải thế chăng? Bồ Tát Chiếu Minh thưa: Kính bạch Thế Tôn, đúng như thế, thật là kỳ diệu đặc biệt. Chỗ con nhầm hỏi, ý nghĩa là như vậy. Đức Phật nói: Này vị Tộc Thánh Tử, Như Lai sẽ nói rõ ý nghĩa ấy để thấy được câu hỏi. Ánh hào quang là nhằm thể hiện các pháp môn định chẳng thể dùng ngôn ngữ giáo hóa. Nhưng có chỗ giáo hóa thì Bồ Tát sẽ lại hỏi ta: Kính bạch Thế Tôn, vì sao hiện nay mặt trời mặt trăng ấy tỏa chiếu khắp bốn thiên hạ không đâu là không có ánh sáng? Thế thì ánh sáng của mặt trăng có lúc thì có lợi ích, có lúc thì gây nên sự hao tổn chăng? Ta sẽ đáp rằng: Này vị Tộc Thánh Tử, không hề có. Đức Phật nói tiếp: Chỗ Bồ Tát hỏi ấy đúng là vậy chăng? Bồ Tát Chiếu Minh thưa: Kính bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Đức Phật nói:
Lúc này Bồ Tát lại sẽ hỏi rằng ánh sáng của mặt trời mặt trăng tỏa chiếu khắp mọi chốn luôn không hề hao thiếu. Thế thì Như Lai hôm nay phóng ánh hào quang lớn, có lúc hao tổn, có lúc không hao tổn chăng? Ta lại sử dụng ý nghĩa này để trả lời Bồ Tát: Này vị Tộc Thánh Tử, nơi chốn tỏa chiếu của mặt trời mặt trăng có thể lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày chăng? Bồ Tát sẽ trả lời rằng: Kính bạch Thế Tôn, không thể được. Ánh sáng của mặt trời mặt trăng không thể lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày được. Ta sẽ nói: Này vị Tộc Thánh Tử, đúng vậy, đúng vậy. Ánh hào quang của Như Lai có thể lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày được. Đó gọi là chỗ sai khác của hai sự việc. Này vị Tộc Thánh Tử, Bồ Tát sẽ dựa vào ý nghĩa ấy mà hỏi ta: Kính bạch Thế Tôn, như mây mù cùng năm thứ che chắn có thể ngăn chia ánh sáng mặt trời mặt trăng, làm cho chúng không thể chiếu sáng khắp nơi được, này ánh hào quang của Đức Như Lai cũng có thể bị mây mù che chắn chăng? Ta nói: Này vị Tộc Thánh Tử, chẳng phải như vậy. Vì sao? Vì ánh hào quang của Như Lai trong ngoài đều thông suốt thấu triệt, chẳng hề có sự ngăn chặn cắt đứt của các thứ mây mù nào. Hào quang của Như Lai vượt qua ba cõi, là thứ ánh sáng tôn quý không gì hơn. Này Bồ Tát chiếu minh, Bồ Tát sẽ lại nêu câu hỏi thế này: Kính bạch Thế Tôn, hào quang của Đức Như Lai không hề bị chướng ngại, vậy ba độc của chúng sinh có phải là bụi bặm mây mù ngăn che chăng? Nếu là những thứ ấy thì giữa chúng với năm thứ ngăn che ánh sáng mặt trời mặt trăng có gì khác nhau? Bây giờ ta sẽ đáp: lành thay, này vị Tộc Thánh Tử, Bồ Tát đã khéo nêu lên ý ấy. Ta nay sẽ cùng với Bồ Tát mở mọi phân biệt. Ánh hào quang của Như Lai là chẳng thể nghĩ bàn, siêu việt cả ba cõi, không gì có thể so sánh. Pháp ánh hào quang ấy có 10 kho tàng, gồm chứa các hành, những gì là 10? Một, đạo tràng dũng mãnh, không hề hủy hoại các pháp. Hai, giữa các pháp vô tận đạt được 4 pháp vô ý. 3. Biện tài luôn thông đạt sắc bén, xa lìa 8 pháp của thế gian. 4. 6 thứ thần thông thấu triệt không chỗ ngăn ngại. 5. Luôn diễn giảng thông suốt các pháp thâm diệu không hề có sự khiếp nhược. 6. Chẳng hành phóng dật vĩnh viễn lìa bỏ năm thứ che phủ. 7. Lòng từ bi hỷ hộ luôn được thể hiện đến khắp các loài. 8. Du hóa đến khắp các cõi Phật để giáo hóa dẫn dắt hết thảy chúng sinh. 9. Căn môn luôn luôn đầy đủ, không vô tích với sự thấp hèn kém cỏi. 10. Tu tập đạo vô thượng, không xa rời pháp ý. Này vị Tộc Thánh Tử, đó là Như Lai vô thượng chánh giác đã tu tập 10 pháp ấy nên mới có được 10 thứ ánh sáng trí tuệ của Như Lai. Này vị Tộc Thánh Tử, cũng như ánh sáng của Ngọc Báo Ma Ni em chứa vô lượng thần đức, ánh sáng của Ngọc Báo vô giác ấy tỏa chiếu một châu thiên hạ, hai ba bốn châu thiên hạ. Ánh sáng ấy cũng tỏa chiếu đến 1.000 thế giới, 2.000 thế giới, 3.000 thế giới, cho đến tỏa chiếu cả tiểu thiên, trung thiên thế giới, đến tam thiên, đại thiên thế giới, là có Ngọc Báo Ma Ni thần diệu tỏa chiếu một thế giới chư Phật, hai thế giới chư Phật, cho tới vô số tam thiên, đại thiên thế giới chư Phật. Công đức của ánh sáng nơi Ngọc Báo ấy là chẳng thể nêu tính được. Ánh sáng của Phật vô tình mà công đức còn như thế, huống hồ Như Lai là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, phóng ánh hào quang lớn chiếu khắp vô lượng quốc độ như Phật trong các cõi ấy với mọi chúng sinh hữu tình được trông thấy ánh hào quang kia thì liền dứt được hết ba thứ cấu uế và đều phát tâm vô thượng bồ đề. Lại nữa, này là Bồ Tát chiếu minh, nếu có các hàng thiện nam thiện nữ dốc sức tin tưởng thì sẽ nhân đấy mà lãnh hội tin về trí tuệ Như Lai đặt ánh hào quang lớn, bao gồm 10 sự việc hành hóa. Những gì là 10? Chưa từng có pháp nào mà Như Lai lại không thông tỏ trọn vẹn. Đó là việc thứ nhất. Chưa từng có sự chuyển biến, khéo sử dụng các phương tiện nào mà Như Lai không thấu đạt để có thể hiện bày các pháp Phật giúp cho mọi người nhận biết và giác ngộ. Đó là việc thứ hai. Đối với các pháp bên ngoài, chưa được tự tại, mọi mối đều hồ nghi, dễ tâm thị phi, không thấy cho là thấy, không bị trói buộc cho là trói buộc, không cởi mở cho là cởi mở, không giữ gìn cho là giữ gìn, không thành tựu cho là thành tựu. Đối với các pháp ấy thì đều đạt được tự tại, đạt được như thật, đúng như thế, không chút hư vọng, khiến cho chư Phật Thế Tôn nơi tất cả các pháp thấy được tự tại. Đối với các pháp giới không hề bị trở ngại, đó là việc thứ ba.
Lại nữa này, vì tập thánh tự ví như có người chỉ trong khoảnh khắc một niệm có thể làm trong sạch tâm cấu nhiễm và hoắc nhiên đại ngộ, không phải trải qua thời gian nhiều kiếp du hóa từ một cõi Phật này đến một cõi Phật khác để giáo hóa chúng sinh mà không có gì trở ngại, siêu vượt cả ba cõi không gì là khó cả. Đó là việc thứ tư. Lại nữa này, Đạo Bồ Tát Chiếu Minh hoặc như gặp kiếp thiêu, thời kỳ ấy thật hết sức trống vắng, Đức Phật trước thì đã thuộc về quá khứ, Đức Phật sau thì chưa xuất hiện, dân pháp tánh vẫn thường trụ không hề biến đổi, có bậc Như Lai vô thượng chánh giác, giới thệ nguyện lớn lao để có thể tạo được sự trong lành thuần thần diệu tịch tỉnh an định như hư không, không ở nơi cảnh giới vô dư niết bàn mà chọn lấy diệt độ. Sở dĩ như thế là do từ gốc với thệ nguyện hết sức lớn lao trọng yếu. Đó là việc thứ năm. Lời nữa này, Đạo Bồ Tát Chiếu Minh, Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, quan sát tâm của mọi người, kẻ nào thích hợp hay không thích hợp, nhận được sự hóa độ, Như Lai tể đều thông tỏ đúng như thật không hề hư dối. Như Lai cũng thấu đạt từ cõi dục này tới cõi trời hữu tưởng, vô tưởng, với mọi nẻo nhớ nghĩ của tâm thức chúng sinh, hoặc tốt đẹp, hoặc xấu xa, hoặc khổ đau, hoặc an lạc, mà liền có thể ở trong cõi ấy giáo hóa khiến họ được đạt giác ngộ. Đó là việc thứ sáu. Lại nữa này, Đại Bồ Tát Chiếu Minh, hóa thân của Như Lai là chẳng thể lường tính được, có thể đi đến khắp vô lượng quốc độ chư Phật thực hiện pháp thiền giải thoát, để được trải qua chính bậc. Đó là việc thứ bảy. Này Đại Bồ Tát Chiếu Minh, như các vị thiện nam thiện nữ tu tập năm đức hạnh, thể hiện tâm nhẫn nhục, không hề trách cứ về việc chịu đựng ấy, là cũng không khởi tâm đối chiếu, so bì giữa mình và người khác, hoặc hơn kém hay bằng nhau. Đó là việc làm thứ tám. Là nữa này, Đại Bồ Tát Chiếu Minh, như hàng thiện nam thiện nữ đối với vô lượng các pháp chẳng thể nghĩ bàn, đi vào năm cõi chúng sinh trong tâm có sự nhớ nghĩ thì chỉ trong khoảnh khắc bốn ngón tay là thấy đều nhận biết được, hoặc hạng tâm ngu si hay không ngu si, tâm nặng ái dục hay không ái dục, tâm nặng giận dữ hay không giận dữ, mà mỗi phân biệt thể đều thông tỏ. Đó là việc thứ chín. Lại nữa, này Đại Bồ Tát Chiếu Minh, như các hàng thiện nam thiện nữ đi khắp thế giới của chư Phật trong mười phương để khuyến khích thúc đẩy chúng sinh thực hành các Phật sự, nhân đấy thuyết giảng về cõi khổ não của diệt thọ nhận hình hài trong năm cõi. Cho dù được sinh lên cõi trời thì cũng chẳng phải là nẻo thường còn vĩnh viễn. Thân người thì với trăm sự biến đổi khó lường, loài súc sinh ương ngạnh thì trọn kiếp không thể giải thoát, đám ngạ quỷ tham lam thì tỏ hình xấu xí khó ghiết, còn địa ngục thì sự nhận lấy quả báo do tội ác luôn nối tiếp không dứt. Chỉ có cảnh giới niết bàn và thất an lạc là không gì có thể so sánh. Tại vì thuyết giảng lại còn chưa rõ con đường để đi tới cõi giải thoát ấy. Này Đại Bồ Tát Chiếu Minh, đó là 10 sự việc hành hóa của Như Lai, chẳng phải chốn của hàng nhị thừa có thể thông đạt được. Phẩm 21 vô tưởng. Bây giờ nơi tọa ngồi của một vị Bồ Tát tên là Pháp Tạo, nghe Đức Như Lai vô thượng chánh giác thuyết giảng và 10 pháp tuệ hào quang, nên hết sức hoan hỷ, liền rời chỗ ngồi đứng dậy để trần vai bên phải, đến trước Đức Phật, đầu của bên phải chạm sát đất cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, còn có chỗ xin được nêu hỏi, xin Đức Thế Tôn chấp thuận thì mới dám bày tỏ. Đức Phật bảo Bồ Tát Pháp Tạo: Này vị tộc thánh tự, hiện nay đại chúng phân tập trong độ ở đây thì đều không còn lo sợ, nếu còn chỗ nghi ngại thì cứ việc nêu bày. Bồ Tát Pháp Tạo thưa: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là có tưởng không có tưởng, thế nào là có hành không hành, thế nào là có thống không có thống? Đức Phật bảo Bồ Tát Pháp Tạo: lành thay, này vị tập tánh tử. Chúng Bồ Tát nếu hỏi đều là nhằm giữ lấy uy thần của Phật. Bồ Tát hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ ghi nhớ, ta sẽ cùng với Bồ Tát mà mỗi phân biệt. Bồ Tát Pháp Tạo thưa: Con xin giúp tâm lãnh hội. Đức Phật nói: Này vị tập tánh tử, ta nay hỏi Bồ Tát, Bồ Tát sẽ theo đấy mà trả lời ta. Này vị tập tánh tử, bậc tối chánh giác là hữu tưởng hay vô tưởng? Bồ Tát Pháp Tạo thưa: Cái bạch Thế Tôn, bậc tối chánh giác là hữu tưởng chứ không phải vô tưởng. Đức Phật nói: Này vị tập tánh tử, pháp thân thanh tịnh là hữu tưởng hay vô tưởng? Bồ Tát Pháp Tạo thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, pháp thân thanh tịnh là hữu tưởng chứ không phải vô tưởng. Đức Phật nói: Này vị tập tánh tử, thân giới, thân định, thân tuệ, thân giải thoát, thân diệt thoát tri kiến
là hữu tượng hay vô tượng. Bồ Tát Pháp Tạo thưa, kính bạch Thế Tôn, thân giới, thân định, thân tuệ, thân giải thoát và thân giải thoát tri kiến đều là hữu tượng chứ không phải là vô tượng. Đức Phật lại hỏi: Này vị tộc Tánh Tự, ý ông nghĩ sao? Các pháp bốn ý chỉ, bốn ý đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám nẻo đường của bậc giải thoát không vô tướng vô nguyện, từ đạo quả tu đạo hoàng cho tới Phật là hữu tượng hay vô tượng? Bồ Tát Pháp Tạo thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, hết thảy các pháp tu tập từ sơ quả đến quả vị Phật đều là hữu tượng chứ chẳng phải vô tượng. Đức Phật lại hỏi: Này vị tộc Tánh Tử, hết thảy các pháp tu tập cho tới bậc tối chánh giác đều là hữu tượng chứ không phải là vô tưởng. Vậy thì cái gì là vô tưởng? Bồ Tát Pháp Tạo thưa, kính bạch Thế Tôn, gốc của tệ không, của tệ niết bàn vô dư, đó gọi là vô tưởng. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Pháp Tạo: Này vị tộc Thánh Tử, ý ông nghĩ sao? Bồ Tát này đã đạt được gốc của tệ không, gốc của tệ niết bàn vô dư chăng? Kính bạch Bồ Tát Pháp Tạo thưa, kính bạch Thế Tôn, con chưa đạt được. Đức Phật nói: Này vị tộc Tánh Tử, làm thế nào để nhận biết gốc của tệ không, của tuệ niết bàn vô dư và vô tưởng chứ chẳng phải là hữu tưởng? Bây giờ Bồ Tát Pháp Tạo liền dùng kệ để thưa: Xưa theo thiên trung thiên, Như Lai vô thượng giác, ngay giảng gốc tuệ không, nẻo niết bàn vô dư, vô sinh chẳng hữu sinh, tịch nhiên không vướng tưởng, như nhiên không biến đổi, an tịnh không sinh diệt. Đời này thưa Như Lai, gốc không không có tưởng, dứt chấp không thể nhiễm, huống lại có các niệm. Đức Phật cũng lại dùng kệ để trả lời Bồ Tát Pháp Tạo: Như Lai đặng chánh giác ba đạt không chốn ngăn, nhận rõ các pháp tưởng, còn chưa tận ngọn nguồn. Niết bàn tịch nhiên định, pháp tánh không thể hoại, tưởng nói chuyện chẳng chuyển, làm sao là vô tưởng? Hàng xa Phật quá khứ, giảng nghĩa pháp cũng thế, như gốc không vô tưởng, sao lại hóa muôn loài? Bây giờ Bồ Tát Pháp Tạo thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là hữu tưởng, thế nào là vô tưởng? Đức Phật nói: Này vị tộc Tánh Tử, cầu Phật là tưởng, đạt được Phật là vô tưởng. Cầu pháp thân thanh tịnh là tưởng, đạt được pháp thân thanh tịnh là vô tưởng. Cầu năm phần pháp thân là tưởng, đạt được năm phần pháp thân là vô tưởng. Bắt đầu với pháp bố ý chỉ cho đến không chưa tướng cho nguyện, từ đạo quả tu đạo hoàng cho tới Phật, thì sự cầu mong là tưởng, sự đạt được là vô tưởng. Bồ Tát Pháp Tạo thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, từ pháp thân thanh tịnh hết thảy các pháp cho đến đạo quả vô thượng chánh giác là hữu hình hay là vô hình? Nếu cho là hữu hình thì con không có nghi vấn gì, nhưng nếu cho là vô hình, mong cầu thì gọi là hữu tưởng, đạt được thì gọi là vô tưởng, thì các pháp vô hình kia chẳng thể giữ gìn được. Thế nào là pháp chẳng thể giữ gìn được? Có mong cầu thì có đạt được. Đức Phật nói: Là vị tập Tánh Tử, hãy nên thận trọng. Ta lại hỏi Bồ Tát, coi hư không này là hữu hình hay vô hình? Bồ Tát Pháp Tạo thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, coi hư không này không như không, cũng chẳng phải là hữu hình, cũng chẳng phải là vô hình. Đức Phật nói: Này vị tập Tánh Tử, thế nào là không như không, chẳng phải hữu hình, hữu tình, chẳng phải vô hình? Bồ Tát Pháp Tạo thưa: Kính bạch Thế Tôn, các pháp trong ngoài là hữu hình, vô hình, không như không, là niết bàn vô dư, đó là chẳng phải hữu hình, chẳng phải vô hình. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Pháp Tạo, thế nào là niết bàn vô dư, chẳng phải hữu hình, chẳng phải vô hình? Bồ Tát Pháp Tạo thưa, có hư không ấy đã đạt được nhãn thức thu giữ lãnh hội, dựa theo đấy mà xét thì chẳng phải hữu hình, cũng chẳng phải vô hình. Đức Phật lại hỏi Bồ Tát Pháp Tạo, nhãn thức là không chăng, nhãn chẳng phải là không chăng? Bồ Tát Pháp Tạo thưa, các bậc Thế Tôn, chẳng phải vậy. Đức Phật lại hỏi, nếu nhận thức chẳng phải là không, vậy thì làm sao dùng thức để biết không? Bồ Tát Pháp Tạo thưa, do thức chẳng phải là không nên biết không như không, chẳng phải hữu hình, chẳng phải vô hình. Đức Phật lại hỏi, này vị tộc Thánh Tử, ý ông nghĩ sao? Như Bồ Tát đã nói, dùng thức để biết vô thức, vậy thì có trường hợp vô thức nhận biết hữu thức chăng? Bồ Tát Pháp Tạo thưa, Kính bạch Thế Tôn, Như Lai là gốc không? Đức Phật lại hỏi,
Thế nào là Như Lai gốc không? Bồ Tát Pháp tạo thưa, chẳng trụ, chẳng biến đổi, chẳng hủy hoại Pháp giới, vì vậy nên hiệu là Như Lai gốc không? Đức Phật lại hỏi, là vì tập tánh tử, chẳng hủy hoại, chẳng trụ là do quả chăng? Bồ Tát Pháp tạo thưa, kính bạch Thế Tôn, không phải vậy. Đức Phật nói, vì sao biết chẳng trụ là Như Lai gốc không? Bồ Tát Pháp tạo thưa, kính bạch Thế Tôn, quá khứ thì không còn hình ảnh, vị lai thì chưa đến, hiện tại thì chẳng trụ. Đức Phật nói, Bồ Tát này đã được đạt được pháp tánh ấy chưa? Bồ Tát Pháp tạo thưa, kết bạch Thế Tôn, chưa được. Đức Phật nói, chưa rõ được pháp trụ và chẳng trụ của ba đời, làm sao nhận biết về hữu hình, vô hình? Bồ Tát Pháp tạo thưa với Đức Phật, kết bạch Thế Tôn, câu này xin được hỏi, Đức Như Lai, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, là nơi Niết Bàn hữu dư hay ở nơi Niết Bàn vô dư? Đức Phật nói, ta này cũng ở Niết Bàn hữu dư, mà cũng ở Niết Bàn vô dư. Bồ Tát Pháp tạo thưa, kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là cũng ở nơi Niết Bàn hữu dư, mà cũng ở nơi Niết Bàn vô dư? Đức Phật nói, như ta với 32 tướng đã thành tựu nên thân sắc này, đó là Niết Bàn hữu dư. Quán tưởng về chư vật quá khứ, như hằng hà sa số đều là vô hình không thể thấy, đó là Niết Bàn vô dư. Bồ Tát Pháp tạo thưa, kính bạch Thế Tôn, pháp giới Niết Bàn có thể ghi nhận được hay là không ghi nhận được? Đức Phật nói, này vị tập tánh tử, pháp giới Niết Bàn là không thể ghi nhận được. Bồ Tát Pháp tạo thưa, Niết Bàn là không thể ghi nhận, vì làm sao nói là quá khứ với số lượng hằng xa chẳng thể kể hết và gọi là Niết Bàn vô dư? Đức Phật nói, này vị tập tánh tử, hãy nên thận trọng. Như Bồ Tát đã nói, pháp ấy là phương tiện để trình bày, không có tên hiệu, tính chất. Chỗ gọi là Niết Bàn ấy chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải hữu hình, chẳng phải vô hình. Chỉ vì chúng sinh chấp nhiễm nơi không, chấp nhiễm nơi pháp giới, không có rõ được diệu lý. Từ hữu hình đến vô hình, từ vô hình đến hữu hình, nơi khiến Như Lai giải nói và nói về ý nghĩa ấy. Bồ Tát Pháp tạo thưa, kính bạch Thế Tôn, nếu cho rằng không như không cũng là hữu hình, cũng là vô hình, vậy thì Như Lai hôm nay thể là hữu hình hay vô hình? Giả sử thể là vô hình, thì là Như Lai chưa nhập cõi Niết Bàn vô dư, làm sao nhận biết cõi Niết Bàn vô dư ấy là vô hình? Nó cho rằng Như Lai nhận biết cõi Niết Bàn vô dư là vô hình là do chư Phật từ quá khứ cũng đã nhận biết như thế. Vì sao, kính bạch Thế Tôn? Thế Tôn đã bảo pháp tánh luôn thường trụ, không hề biến đổi. Vì vậy mà chư Phật từ quá khứ như hằng sa số, pháp tánh là không sinh, không diệt, nên gọi là Như Lai gốc không. Đức Phật bảo Bồ Tát Pháp tạo, lành thay, vì tập tánh tử. Như Bồ Tát đã nói, chư Phật quá khứ, hiện tại, đương lai đều không có tưởng. Quá khứ chẳng phải là đương lai chẳng phải là quá khứ chẳng phải là hiện tại chẳng phải là quá khứ. Chúng ta thuyết giảng về ý nghĩa là như thế. Bồ Tát Pháp tạo lại thưa với Đức Phật, kính bạch Thế Tôn, tưởng về quá khứ là không có tưởng, tưởng hiện tại là không có tưởng, tưởng tương lai cũng không có tưởng. Thế thì có sự khác nhau hay chẳng khác nhau? Đức Phật nói, quá khứ chẳng phải hiện nay chẳng phải hiện tại, thế đều không khác. Bồ Tát Pháp tạo thưa với Bồ Tát, kính bạch Thế Tôn, thế nào là hữu hình, thế nào là vô hình? Đức Phật nói, pháp thân thanh tịnh đó là hữu hành, lìa pháp thân thanh tịnh đó là vô hành. Thân giới, thân định, thân tuệ, thân giải thoát tri kiến đó là hữu hành, lìa hết thảy đó là vô hành. 37 phẩm đạo, từ quả Tu Đà Hoàn cho tới đạo quả Phật Đà, đó là hữu hành, lìa hết thảy đó là vô hành. Bồ Tát Pháp tạo thưa, kính bạch Thế Tôn, Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, nay đang nói về hữu hành, vô hành. Vậy có thể nêu giảng thêm về thế nào là hữu hành, vô hành? Đức Phật nói, này vị tập thánh tử, bốn đại là địa, thủy, hỏa, phong, năm ấm là sắc, thống, tưởng, hành, thức, đó gọi là hữu hành. Tánh không, tánh của các pháp, tánh không hình tượng, đó gọi là vô hành. Đức Phật bảo các vị tập thánh tử, Như Lai vô thượng chánh giác, cũng ở nơi hữu hành, cũng ở nơi vô hành. Thế nào là ở nơi hữu hành, thế nào là ở nơi vô hành? Có cảnh giới của Đức Phật, đó là hữu hành. Không có cảnh giới của Đức Phật, đó là vô hành. Bồ Tát Pháp tạo thưa với Đức Phật,
Kính bạch Thế Tôn, thế nào là có cảnh giới Phật thì gọi là hữu hành, không có cảnh giới Phật thì gọi là vô hành? Đức Phật bảo Bồ Tát Phát Tạo, về hành có ba việc. Thường ở nơi ao đầm rộng lớn vắng vẻ. Hai, cõi ở nơi cõi hư không. Ba, ở giữa chỗ đông đảo nhiều người, thể hiện cảnh giới Niết Bàn tịch diệt rộng lớn. Bây giờ Bồ Tát Pháp Tạo lại thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, thế nào là hữu thống, thế nào là không có thống? Đức Phật nói: Lúc bắt đầu muốn thực hiện bố thí, đó gọi là thống. Thực hiện xong mà không có hối tiếc gì, đó gọi là không có thống. Tu tập giữ giới không sai phạm, đó gọi là thống. Tâm giữ giới bền chắc, đó là không thống. Giữ tâm vững như đất, không xa rời nhẫn nhục, đó là thống. Nhẫn giờ có thể hòa hợp với mọi người, không phân chia bị thử, đó là vô thống. Dốc lòng phụng pháp ngay từ lúc đầu không hề biến đổi, đó gọi là có thống. Tinh tấn với đạo pháp như trước, không hề sai gốc đạo, đó gọi là không thống. Tuy đạt được pháp định, tâm ở nơi vô tướng, đó gọi là có thống. Không hủy hoại gốc đạo, ý nguyện nhất không rối loạn, đó gọi là không thống. Giáo hóa dẫn dắt chúng sinh đưa về cùng một nẻo, đó là có thống. Chẳng còn thấy có tôi ta, lìa bỏ tâm chấp vướng hình tướng, đó gọi là không thống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bồ Tát Anh Lạc quyển 7.